Sau một thời gian dài phải nhường lại vị trí số 1 cho Trung Quốc, Mỹ vừa trở lại là thị trường lớn nhất của cá tra Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt trị giá 259,4 triệu đô la Mỹ, tăng 18,3% so với cùng kỳ 2017. Với giá trị như trên, Mỹ là thị trường lớn nhất của cá tra Việt Nam trong 7 tháng đầu năm và chỉ cao hơn một chút so với thị trường đứng thứ hai là Trung Quốc, 258,3 triệu đô la Mỹ. Đứng thứ ba là EU với 134,1 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý là giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ chỉ nhỉnh hơn sang Trung Quốc hơn 1 triệu đô la Mỹ. Nhưng sản lượng xuất khẩu sang Mỹ lại thấp hơn nhiều, chỉ vào khoảng 60,4 ngàn tấn, chưa bằng một nửa so với Trung Quốc là 152,5 ngàn tấn. Điều này cho thấy giá cá tra xuất khẩu sang Mỹ cao hơn nhiều so với Trung Quốc. Chính vì vậy, dù luôn gặp phải nhiều khó khăn ở thị trường Mỹ, nhưng ngành cá tra Việt Nam vẫn quyết tâm giữ bằng được thị trường quan trọng này.